Thọ đây nhỉ? Vâng. Chú Tám là nổi tiếng nhất Phú Thọ đấy. Vâng, ở Phú Thọ đấy. Đấy, ông duyên mà. Vâng. Có duyên với cái ông nhà này ngay gần đấy, mình cũng biết, ông mới biết. Qua cho vừa trở lên Tuyên Quang đi qua đây, thế nhưng mà lại không cùng ngày, nhà kia nó cũng cần ngày hôm qua đó. À, à. Vâng, qua vừa chạy qua đây, qua phải qua anh Mi Sơn như cái này thì lúc điện chỉ lúc đấy Mi Sơn. Cái này thì Sơn phút mút. Cái này hôm qua Sơn như hôm à hôm xưa là trở đi Tuyên Quang. Hôm xưa. Bây giờ để cho tiến lên tới đây đi. Tiến lên đi. Tiến lên tí nữa. Chạy chạy chạy. Thế thì nó phải ngoe gấp cái này thì nó mới gạch lên tới kia được. Ngoe à? Ngoe lên. Ngoe thế. Rồi đấy, nhấc lên, nhấc cái góc đấy lên xe. Vâng, Đồ Gỗ Tục Tám xin kính chào các bác nhá. Vâng, em giờ hiện tại em đang có mặt tại xã Vũ Thứ của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Vâng, để bàn giao nhằm Bắc Thành một bộ sập chân quỳ và đục mẫu ngũ phúc bằng chất liệu bằng gỗ gụ này. Và sau đây em vào chi tiết ở bên trong cho các bác xem nhé. Dạ. Nhà cổ đấy bác, nhà cổ với giá trị đấy. Đó. Bác bảo quay làm gì nhà gỗ và nhà cổ đấy về nó giá trị. Vâng, hiếm đấy. Vâng, đây là nhà bác Thành ở xã Vũ Thứ, Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Vâng, em đang về để bàn giao cho bác chiếc sập ngũ phúc đây. Vâng, chiếc sập ngũ phúc kích thước 1m8, 2m2 và đục ngũ phúc thuộc lộc và chất liệu ngũ phúc. Vâng, đây hình ảnh không gian của nhà bác Thành nhé. Rất là đẹp và một căn nhà là gỗ năm đơn sơ hàng chân. Vâng. Nhà năm hàng chân đúng ở kiểu nhà cổ đấy. Nhà cổ mấy chục năm đấy. Năm từ năm 81. Ta mới kêu hoa. Ta mới kêu hoa chả đi mua đinh ở dưới Kim Xuyên xong rồi nhảy xuống cái đấy là nhà cũ. Cái này gì nữa? Cái này. Đóng tay đấy. Đóng mươi. Trên hình ảnh quý vị đây là anh mua son trước nhà này là vì anh đang đi nhảy xuống cái đầu máy thế là nó cho bố xuống cái dậu nha. Thế là nó cho lên bến dậu bắt đầu đi. Anh mua mình cụ ở dưới về lúc cái hôm đó khổ rồi đến 3-4 giờ. Anh con trai gái tên là gì? Trường. Vâng. Vâng, bữa trước anh Trường và anh đã xuống tận cơ sở để ký duyệt chiếc sập rồi, hôm nay và đã hoàn thiện xong và đã trở lên để bàn giao tại nhà cho anh. Vâng, thì em cho anh Trường xin lời cảm nhận xem là chiếc sập có được như ý anh chuẩn. Vâng. Đúng thời gian. Vâng, đây là những lời đóng góp ý kiến chân thành của anh Trường. Vâng, anh đã có ý kiến rất là chân thành và xin cảm ơn anh Trường và gia đình bác Bá. Và nhân dịp năm mới thì anh chúc gia đình bác Bá và anh Trường có sức khỏe tốt và làm ăn gặp nhiều may mắn nhé. Vâng, thì quý khách nào có nhu cầu sở hữu chiếc sập như của anh Trường ở xã Vũ Thứ huyện Đoan Hùng này thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em là chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên. Vâng. Tám là nổi tiếng nhất Phú Thọ đấy. Vâng, Phú Thọ. Đấy, ông duyên mà. Có duyên với cái ông nhà này ngay gần đấy, mình cũng biết, nó mới biết. Qua cho vừa trở lên Tuyên Quang đi qua đây, thế nhưng mà lại không cùng ngày, nhà kia nó cũng cần ngày hôm qua đó. À, à. Vâng, qua vừa chạy qua đây, qua phải qua anh Mi Sơn như cái này thì lúc điện chỉ lúc đấy Mi Sơn. Cái này Sơn phút mút. Cái này hôm qua Sơn như hôm à hôm xưa là trở đi Tuyên Quang. Hôm xưa. Vâng. Xưa là chở đi toàn phải đi đường cắt lem thì xe tải không cho đi đường này. Vâng.